Đây, đi sang đây. Ủa? Mày khé tao. Khé một cái khé thì mẹ. Đúng rồi. Con hái đi. Đâu, con hái đi. Con hái tới không? Đâu, đúng rồi, con hái đi. Wow. Để mẹ xem coi. Wow. Coi cái đó nó rụng rồi, con qua đây, qua đây, con qua đây. Mình cho con coi cái này. Chỗ con biết trái này là trái gì? Trái nhiều hả? Trái cóc. Wow. Mẹ giữ cái đi con. Thôi một cái thôi, một cái thôi nha. Hái một cái thôi. Còn qua đây, qua đây. Đây. Ủa không, cái cây này không có trái. Ủa cây có hoa. Ôi đừng hái hoa. Vậy hả? Đó, sao, ủa sao mấy nãy người kêu con chó dơ mà giờ ôm con chó nữa? Con nhận con chó. Mẹ con đi hái chứ. Hết rồi còn gì nữa đâu hái. Mấy tay hư rồi. Cái này ủa nhà bạn thứ nè. Thiệt không? Thiệt. Mẹ bao giờ em phụ gì nè, em đừng có ảnh em ẩm nó đây đi dễ xin. Trời 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 ơi, con đi hái chứ con có gì nữa đâu hái. Hái chậm hái cây, hái chậm hái cây đi mẹ, đi hái chậm hái cây là cái gì vậy? Con cá bị màu nó kìa. Đâu? Không mẹ, nó đi không? Mẹ có khe màu nữa. Nè coi. Đâu tôi? Khế kia này có gì vậy? Cóc. Cóc nhỏ xíu nữa trời. Ừ, cóc non à. Để mẹ mộ xíu nữa, khi nào về mẹ kêu con. Mẹ kêu hai đứa con nha. Ú. Giờ về nè. Mẹ ơi. Mẹ con ra đâu ta? Hai anh em nó đang chơi với nhau.